Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 6 mạch tuần tự gồm có liếp lớp RS, liếp lớp JK, liếp lớp T, liếp lớp D, mạch chốt của môn lý thuyết kỹ thuật số. Sang nội dung thứ 6, liếp lớp JK. Một nhỏ là so sánh liếp lớp JK với liếp lớp RS có xung CK. Đây là sơ đồ mạch điện của liếp lớp JK, còn đây là sơ đồ mạch điện của liếp lớp RS có xung CK. Bây giờ ta tiến hành so sánh hai liếp lớp này với nhau. Trước tiên ta sẽ nói về sự giống nhau giữa hai mạch điện này. Ở liếp lớp JK thì mạch điện có 4 cổng nền, gồm có nền 1, nền 2, nền 3, nền 4. Thì liếp lớp RS cũng có 4 cổng nền, nền 1, nền 2, nền 3, nền 4. Liếp lớp JK có hai ngõ ra Q và Q đảo, thì liếp lớp RS cũng có hai ngõ ra Q và Q đảo. Liếp lớp JK có ngõ vào xung CK và mạch làm hẹp xung, thì liếp lớp RS cũng có ngõ vào xung CK và mạch làm hẹp xung. Liếp lớp JK có hai tín hiệu trung gian S' và R', thì liếp lớp RS cũng có hai tín hiệu trung gian S' và R'. Tiếp theo ta sẽ nói về sự khác biệt giữa hai sơ đồ mạch điện này. Do liếp lớp JK được phát triển từ liếp lớp RS có xung CK, cho nên thay vì chúng ta trình bày về sự khác biệt thì ta sẽ trình bày dưới dạng thay đổi, có nghĩa là liếp lớp RS có sự thay đổi để trở thành liếp lớp JK. Sự thay đổi đầu tiên là hai ngõ vào S và R của liếp lớp RS có xung CK được đổi tên thành hai ngõ vào JK cho liếp lớp JK. Sự thay đổi thứ hai là cổng nền 4 của liếp lớp RS có hai ngõ vào, bây giờ được thay đổi thành 3 ngõ vào, và ngõ vào thứ ba này được nối đến ngõ ra quy đảo. Sự thay đổi thứ ba là cổng nền thứ ba có hai ngõ vào, bây giờ được mở rộng thành 3 ngõ vào, và ngõ vào thứ ba được nối đến ngõ ra quy. Như vậy, liếp lớp RS có 3 sự thay đổi để trở thành liếp lớp JK. Cổng nền 3, nền 4 thêm một ngõ vào và nối đến các ngõ ra Q, Q đảo để giải quyết vấn đề gì thì chúng ta cần phải làm rõ. Mục đích của việc so sánh liếp lớp JK với liếp lớp RS có xung CK để cho chúng ta thấy rằng là liếp lớp JK được phát triển hay xây dựng từ liếp lớp RS có xung CK. Ta sang phần hai nhỏ là đi xây dựng bảng trạng thái và bắt đầu với trường hợp 1 của liếp lớp JK. Đây là sơ đồ mạch điện của liếp lớp JK. Còn đây là bảng trạng thái, phần tín hiệu ngõ vào gồm có 3 tín hiệu ngõ vào CK, JK, CK, JK. Phần tín hiệu trung gian gồm có 2 tín hiệu trung gian S' và R'. Phần tín hiệu ngõ ra gồm có 2 tín hiệu Q và Q đảo. Trong bảng trạng thái này có tổng cộng 5 trạng thái. Trạng thái thứ nhất là tín hiệu CK bằng 0, bất chấp 2 tín hiệu ngõ vào còn lại J và K. 4 trạng thái tiếp theo là có xung CK cạnh lên. 2 tín hiệu còn lại J và K tạo thành một số nhị phân 2 bit, có tổng cộng là 4 trạng thái 00, 01, 10, 11. Như vậy, trong bảng trạng thái này có tổng cộng là 5 trạng thái, được đánh số theo các trường hợp. Trường hợp 1, 2, 3, 4, 5. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với trường hợp 1. Đây là mạch điện của liếp lớp JK tương ứng với trường hợp 1. Ngõ vào CK bằng 0. Ngõ ra CKY của mạch làm hẹp xung cũng bằng 0. Cổng nền 4, bất chấp 2 ngõ vào còn lại, ngõ ra S' bằng 1. Cổng nền 3, cũng bất chấp 2 ngõ vào còn lại, ngõ ra R' bằng 1. Khi đã biết được trạng thái của S' và R', ta đi tra bảng trạng thái liếp lớp này, thì nó rơi vào trường hợp thứ 4. 2 ngõ vào S' và R' bằng 1, 1. Khi đó ngõ ra rơi vào trạng thái là giữ nguyên trạng thái.
Như vậy ta đã có được kết quả của trường hợp 1. Ngõ ra quy sẽ bằng quy 0. Quy đảo sẽ bằng quy 0 đảo, xem như là giữ nguyên trạng thái. Và trong trường hợp này thì sự hồi tiếp của tín hiệu quy về cổng NAND 3 cũng như sự hồi tiếp của quy đảo về cổng NAND 4 không có tác dụng, xem như là bất chấp. Ta sang trường hợp 2. J bằng 0, K bằng 0. Đây là mạch điện tương ứng với trường hợp 2, J bằng 0, K bằng 0. Cổng nền 4, bất chấp 2 ngõ vào còn lại, ngõ ra S phải bằng 1. Cổng nền 3, bất chấp 2 ngõ vào còn lại, ngõ ra R phải bằng 1. Tra bản trạng thái của lip lớp R phải, S phải, thì nó rơi vào trường hợp thứ 4. S phải và R phải đều bằng 1. Ngõ ra giữ nguyên trạng thái. Như vậy ta đã biết được trạng thái tương ứng với trường hợp số 2 này, ngõ ra quy sẽ bằng quy 0, ngõ ra quy đảo sẽ bằng quy 0 đảo, xem như là giữ nguyên trạng thái. Ở trường hợp thứ 2 này thì khi J bằng 0 và K bằng 0, xem như bất chấp CK, ngõ ra giữ nguyên trạng thái. Còn ở trường hợp số 1 thì khi CK bằng 0, ngõ ra giữ nguyên trạng thái, bất chấp 2 ngõ vào J và K. Bây giờ ta sang trường hợp 3, tương ứng với J bằng 0, K bằng 1 và có xung CK. Do trường hợp 3 phức tạp cho nên ta chia ra thành nhiều trường hợp nhỏ và đây là trường hợp 3A. Đây là mạch điện của liếp lớp JK tương ứng với trường hợp 3, J bằng 0, K bằng 1 và có xung CK. Khi J bằng 0 thì cổng nền 4 bất chấp 2 ngõ vào còn lại, ngõ ra S phải bằng 1. Còn cổng nền 3 có K bằng 1, CKI xem như là bằng 1 và ngõ ra R phải bây giờ sẽ phụ thuộc vào ngõ vào còn lại, chính là phụ thuộc vào ngõ vào quy. Và ta không biết quy cũng như quy đảo bằng bao nhiêu cho nên chúng ta còn phải lý luận. Bây giờ ta giả sử cho ngõ ra quy bằng 0 và quy đảo bằng 1. Đây là mạch điện của liếp lớp JK tương ứng với J bằng 0, K bằng 1 và cho quy bằng 0, quy đảo bằng 1. Khi quy bằng 0 thì nó sẽ hồi tiếp về cổng nền 3, làm cho ngõ ra R phải bằng 1. Và khi R phải bằng 1 cùng với S phải bằng 1 thì tra bản trạng thái liếp lớp R phải, S phải, nó rơi vào trường hợp thứ 4, ngõ ra giữ nguyên trạng thái. Và như vậy ta tạm thời kết luận, nếu ta giả sử quy bằng 0, quy đảo bằng 1 thì sau đó quy vẫn bằng 0 và quy đảo bằng 1, xem như là giữ nguyên trạng thái. Ta sang trường hợp 3B. Giả sử cho quy bằng 1 và quy đảo bằng 0. Đây là mạch điện tương ứng với trường hợp quy bằng 1 và quy đảo bằng 0. Khi quy bằng 1 thì nó sẽ hồi tiếp về cổng nền 3. Cổng nền 3 bây giờ có 3 ngõ vào đều bằng 1. Thì khi đó chúng ta sẽ biết được giá trị của ngõ ra R phải bây giờ bằng 0. Ngõ ra R phải bằng 0, bất chấp ngõ vào còn lại của cổng nền 2, thì ngõ ra quy đảo bây giờ sẽ chuyển trạng thái từ 0 lên 1. Khi ngõ ra quy đảo chuyển trạng thái từ 0 lên 1, thì nó sẽ hồi tiếp về cổng nền 1. Cổng nền 1 bây giờ có 2 ngõ vào đều bằng 1, thì ngõ ra quy sẽ chuyển trạng thái trước đó bằng 1, bây giờ về mức 0. Và kết thúc một lần thay đổi của liếp lớp. Bây giờ ta sang trường hợp 3C, tiến hành kết luận. Nếu ta giả sử cho quy bằng 0 và quy đảo bằng 1, thì trạng thái này được giữ nguyên. Ngược lại, nếu ta cho quy bằng 1 và quy đảo bằng 0, thì sau đó nó sẽ đảo sang hay chuyển sang trạng thái quy bằng 0, quy đảo bằng 1. Như vậy, ở trường hợp 3 này thì ngõ ra quy luôn bằng 0 và quy đảo luôn bằng 1.
Đây là kết quả của trường hợp thứ 3, ngõ ra quy bằng 0, quy đảo bằng 1. Và trạng thái thứ 3 này được gọi là trạng thái reset quy. Ta sang trường hợp 4, tương ứng với J bằng 1, K bằng 0. Và do trường hợp 4 cũng giống như trường hợp 3, ta phân loại ra thành nhiều dạng. Và đây là trường hợp 4A. Đây là mạch điện tương ứng với trường hợp 4, J bằng 1, K bằng 0 và có xung CK. Khi K bằng 0 thì cổng nền 3 sẽ bắt chấp hai ngõ vào còn lại, ngõ ra R phải được xác định bằng 1. Còn cổng nền 4 có J bằng 1, CKI xem như bằng 1. Ngõ ra của cổng S phải sẽ phụ thuộc vào ngõ vào còn lại, chính là quy đảo. Và ta không biết được giá trị của quy đảo, cho nên giá trị S phải chúng ta cũng không xác định được, cần phải lý luận. Bây giờ ta giả sử cho quy bằng 1 và quy đảo bằng 0. Đây là mạch điện tương ứng với điều giả sử quy bằng 1, quy đảo bằng 0. Khi quy đảo bằng 0 thì nó sẽ hồi tiếp về cổng nền 4. Nó sẽ làm cho ngõ ra S phải bằng 1. Và khi S phải bằng 1 cùng với R phải bằng 1, thì tra bản liếp lớp R phải S phải, nó rơi vào trường hợp thứ tư, ngõ ra giữ nguyên trạng thái. Như vậy, ban đầu ta giả sử quy bằng 1 và quy đảo bằng 0, thì sau đó trạng thái này vẫn là quy bằng 1, quy đảo bằng 0, xem như là giữ nguyên trạng thái. Ta sang trường hợp 4, giả sử cho quy bằng 0 và quy đảo bằng 1. Đây là mạch điện tương ứng với điều giả sử quy bằng 0, quy đảo bằng 1. Khi quy đảo bằng 1 thì nó sẽ hồi tiếp về cổng nền 4. Cổng nền 4 với 3 ngõ vào đều bằng 1 thì khi đó ngõ ra S phải sẽ bằng 0. Khi S bằng 0 thì bất chấp ngõ vào còn lại của cổng nền 1, nó sẽ làm cho ngõ ra quy bằng 0 trước đó, bây giờ sẽ thay đổi lên mức 1. Khi ngõ ra quy thay đổi lên mức 1 thì nó sẽ hồi tiếp về cổng nền 2. Cổng nền 2 bây giờ có hai ngõ vào đều ở mức 1 thì nó làm cho ngõ ra quy đảo trước đó đang bằng 1, bây giờ sẽ thay đổi về mức logic 0, kết thúc một lần thay đổi của liếp lớp Zika. Ta sang trường hợp 4C là kết luận. Nếu ta giả sử ngõ ra quy bằng 1 và quy đảo bằng 0, thì sau đó trạng thái này sẽ được giữ nguyên. Còn nếu ta giả sử ngõ ra quy bằng 0, quy đảo bằng 1, thì sau đó trạng thái này sẽ đổi sang quy bằng 1 và quy đảo bằng 0. Như vậy, ngõ ra luôn ở trạng thái quy bằng 1 và quy đảo bằng 0. Như vậy, ta đã có được kết quả cho trường hợp thứ tư. Khi J bằng 1, K bằng 0 và có xung CK, thì ngõ ra quy bằng 1, quy đảo bằng 0. Trạng thái này được gọi là trạng thái set quy. Và chỉ còn trường hợp 5, ta sẽ tiếp tục khảo sát. Phần trình bày bản trạng thái cho 4 trường hợp 1, 2, 3, 4 của liếp lớp Zika đến đây tạm thời dừng lại. Các bạn xem phần trình bày có vấn đề nào chưa rõ hay chưa hiểu thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiếp tục xem video tiếp theo cho trường hợp 5.